mời luôn. Rồi nó lên toàn phần đường chéo. Còn mày đâu? Ôi cho con. Mẹ thì về. Ôi đi quá. Cứ xuống đây thì tính sao? Ngồi đây chạy tính. Ôi đi quá. Các bạn ơi, lấy ngồi trên đưa xe. Leo hả? Cây nấm, cây gì? Cái tội của mình là ăn đói cũng say xe mà ăn no cũng say. Lo nhiều quá mệt. Nhiều quá đơn người thì say lắm. Cười vô tư thế là lãng mạn quá thật là. Cất cái cười nhà ngay thôi. Ăn lo chứ mệt lúc thở là thôi. Em miếng thơ chịu đó ngồi trên nói chuyện. Ngoài tiền sân phóng phúc lắm. Mình ăn lo mệt rồi. À, ổ không tông làm thế. Vâng. Tại thế bạn. Ê, 64K ông đấy. Đang chuẩn bị ra. Ông vừa gọi chị này. Thôi thôi. Ừ, trên này đẹp. Thế thì nó nhéo 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 gọi chị này. Thế à. Ăn ra ngoài thảo á. Tất nhiên lên một cái ăn xong xả. Mày ăn hả? Đau đầu à, không ăn nhá. Đúng là không ăn nhá. Không ăn nhá. Chống mặt đau đầu. Ăn vào thì cái bộ chai nó đỡ lên tiền đây, nó lại Có đi đâu không, có về rồng nước không, đúng rồi thì về bên nhà em cơm chị xuống đấy à, không lên đấy Nga, chị Nga lại mời đây. Không biết được, anh mua gặp được rồi. Anh cứ chơi khoảng đấy bây giờ, đó là cái số hàng chung, rượu thì gặp nó đấy thì chuyện trò ấy chứ còn. Chơi được đôi là được cả đôi à? To là gì à? Khó cháu nha. Bây giờ đỡ chán rồi, tính tình giờ thay đổi chán rồi. Cái ngày chưa gặp ông Giang nó còn sổ nó lôi thôi rồi xong bắt đầu nó nói rồi. Nói chuyện ai chuyện cái nhau rồi à? Bây giờ đỡ nhiều à? Thấy ông Giang còn kiểu giữ ý với chị anh nữa. Ý gì Giang nó táng cho bố mồm bố miệng rồi. Còn đỡ nhiều anh nghe nó bảo. Thế mà vì chị Giang nó táng bố mồm bố miệng rồi, đưa bớt đi. Quay người nói nữa. Cứ gặp người khác, những người là nó không nghĩ gì. Hai ông bà chơi nhà đi một con. Là ngoài là ngoài vợ ông ấy vợ ấy bổ chứ vợ thật đấy à, vợ là có tôi về rồi thế về à, về cái nào em cái nó bổ rồi còn mỗi con bồ nữa bên này nữa bố đi bố nhiều à, xin nãy giờ đã bây giờ vẫn điện thoại như con thủy nó đi ăn con thủy nó đi để cái gì mình lại cô đi ở sâu à.
Nhanh nhỉ, trên cầu tí đến mẹ. Ra chỗ sao ăn hả? Thì đi lâu lắm. Thì đi đâu? Thì lâu lắm. Thế giờ bà Hằng bắt là mỗi người Lan ở nhà nhỉ? Cho chúng ta là tôi cưới thôi. Đây là hai người hả? Ừ. Hai người, 4.000, 3.000, 4.000 rồi. 4.000 thì hai cái phiếu rồi. Mỗi người bù bao nhiêu đâu? Đi làm từ sáng 6 giờ. Chết thế bà Hòa tình hình ạ? Cứ ở trong đấy thôi. Bây giờ bà đang xin về, xin lại. Xin về. Tại giờ xin về. Bà ấy lại rồi, bà ấy sổi xíu. Cũng là về quyết định xin về. Ừ, tưởng như làm cố, quyết định đến tầm nơi này rồi thôi, cứ cố đi, nó về lúc nào về đó. Chị là con cái nên bây giờ bà cũng đủ rồi, được về. Đi về thôi. Bây giờ cũng trở ra, mới mấy việc biết rồi, mới được về. Các mẹ giờ đã bị bắt thì các mẹ sợ lắm hả? Cái Lan Hoàn hai lần rồi. Bao giờ hai lần? Mình cái đợt mà mình sang nữa thôi. Giờ bị một lần. Sang được 3 lần. Thế sau cái đợt bị Hoàn lần thứ hai là sợ rồi. Hai lần đều ngồi 10 tháng hả? Ừ. Này nó ra được đấy. Nó ra ngay cửa. Ngay lại rồi thì mình là bà ấy lấy hàng của chị đây. Lại chị nghe chị ở chuyện sợ. Là về chỗ bà thì bắt thế. Cái tái sinh ấy nhỉ, cái đoạn này giống hả? Bài cô chứ bà còn lên chợ các bạn ấy cơ. Mẹ chạy luôn luôn. Bà chạy, bà đi chợ các bạn. Bà chỉ về ngày lên nhà. Sĩ thì thôi à, bà cũng giỏi mà. Bà quán nào cũng đông à. Bà khách nhiều á. Khách nhiều lắm. Bà về chợ về xong có nghe, về chỗ làm không? Đông người kia. Đông à. Xong rồi bà lại không làm, lại bỏ đi. Ô, khách các bạn theo à? Chị cài có rồi à? Chị cài có rồi à? Kinh phòng hình cho chị cài. Mày bà con đã làm vệ sinh ở đây và nên tặng lên lấy tiền.
mấy người bảo là mấy người bảo là thái thô mát kết station mà yêu tết các anh thấy thái thô mát đá của chi đoạn chính cánh mấy chỉ pháo please hold the handrail chiến thiện của chú sở giống như cái lái xình này nhỉ. Tôi cứ chạm cách nhau một chạm nó ra xa nhỉ. Mua được thật sự. Đáng nhiệm vụ chiều thì ngồi lang thang chơi là thì tết bây giờ có gì đâu chứ mình chờ 3-4 giờ về là sớm đâu có việc nữa rồi mình làm có việc buổi sáng rồi chỗ em này bạn nào mà đến làm cho em rửa buổi thì bạn đến mà ngồi chơi là 3 giờ thu mới đi ra sau chả làm gì không chứ chỉ 3:30 bà đã về mẹ chứ em chỉ có vất vả buổi sáng thôi làm ăn đến buổi sáng rồi. Đi vệ sinh có thấy lương nó thấp